nhà như thế nào ạ? Vâng, ở đây tốt lắm bố ạ. Các chú bộ đội đối xử tốt với con lắm ạ. Đồ ăn cũng tốt ạ. Vâng. Trường quân sự tỉnh Quảng Ninh, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, những ngày đầu tháng 3 đón hàng trăm học viên đặc biệt. Đó là những người từ vùng dịch đến cách ly 14 ngày sau khi đáp chuyến bay xuống Vân Đồn. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại trường quân sự tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay tại đây đang có 268 người nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại đây 14 ngày. Trong quá trình cách ly tại đây, đơn vị là trường quân sự tỉnh Quảng Ninh đã phục vụ người cách ly các bữa ăn cũng như là trong thời gian cách ly rất là chu đáo. Hiện nay thì công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đây diễn ra bình thường, suôn sẻ. Tại nơi ở mới, nhiều người không còn lo lắng mà thấy yên tâm khi được vào cách ly ở doanh trại quân đội. Tuy vậy, trên gương mặt những người cách ly hiện rõ sự bồn chồn, mong mỏi từng ngày để về với gia đình. Tôi vào đây cũng được 4 ngày rồi, các chú bộ đội chăm sóc khá là tốt và đồ ăn cũng khá là ok. Thì thật ra là vì về cũng vội quá nên là cũng chả đem được gì nhiều về, chủ yếu là quần áo. Sách vở thì chỉ đem được 1-2 quyển thôi, tự học, chủ yếu là tự học ở trong khu cách ly là chính. Thật ra thì bây giờ thì tất cả mọi người đều mong muốn là dịch bệnh nó sẽ giảm xuống để mà nhanh chóng được trở về lại với Hàn Quốc để còn học tập nữa. Trong số 268 người được cách ly thì người nhập cảnh từ Hàn Quốc là 203 trường hợp, từ Trung Quốc là 65 trường hợp. Đáng chú ý có nhiều trường hợp đến từ tâm dịch Daegu, Hàn Quốc. Họ đáp chuyến bay xuống Vân Đồn và được đưa về đây cách ly. Em vào đây được 1 tuần rồi ạ. Từ khi về đây thì được cán bộ của khu Quảng Ninh chăm sóc vô cùng tận tâm và đối đãi với những người dân ở trung tâm vùng dịch như em về thì vô cùng là biết ơn nhà nước và các chú bộ đội. Mỗi phòng cách ly tại trường quân sự tỉnh Quảng Ninh rộng 30m², bố trí 3 người ở, có vệ sinh khép kín. Hàng ngày các suất ăn đều được phục vụ theo giờ, sáng 6:30, trưa 11:00 và chiều lúc 6:00. Thức ăn chia theo suất, mang đến từng phòng để tránh tập trung đông người. Thức ăn đảm bảo nóng sốt đến tận tay người dùng. Từ đầu tháng 2 đến nay, trường quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận chăm sóc cho hơn 400 công dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch. Trong đó hơn 100 công dân từ Trung Quốc trở về đã hết thời gian cách ly theo quy định 14 ngày.